Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay 1 tháng 10, tức là chúng ta bước qua một cái tháng mới và chúng ta cũng lại trở lại cái tiết mục dài ảo thời sự. Và kỳ này đó là tôi xin nói về tôi phải kiểm lại xem về kỹ thuật nó ra làm sao. Tôi xin nói tiếp về cái đề tài nó khá rắc rối mà đã trình bày ngày hôm kia, mà nói về cái hiện tượng gọi là thị trường có điều chỉnh. Và khi mà thấy giá cổ phiếu đó là nó suy sụp như vậy đó, thì tôi có nói rằng là quý vị cẩn thận, đừng có hốt hoảng. Là tại vì liên tục chúng ta thấy gần như hàng ngày, hàng giờ tất cả thông đó là đều nói đến tin nóng sụp, đưa ra toàn những cái lý do để nó sụp đổ. Và vì vậy đó là chúng ta nên cẩn thận. Và khi mà đi từ cái căn bản về đầu tư sang đến những cái phương pháp căn bản, tức là căn cứ trên những cái nguyên nhân khiến cho cổ phiếu nó lên giá hay là nó xuống giá, rồi sau đó mới đi tìm trên cái duyên cớ khiến cho nó có thể nó sụt giá. Thế thì tôi có trình bày cái đó, và tôi cũng có nói rằng là chính là truyền thông báo chí, nhất là cái loại chuyên đề đó, có khi lại là kẻ thù của cái nhà đầu tư, là tại vì làm cho gây ra cái sự hốt hoảng. Thì chúng ta đã nhìn thấy là trong 2 ngày vừa rồi đó, tình hình tương đối nó lại êm ả hơn một chút. Thì lúc đó kỳ này đó, tôi sẽ nói đến một cái hiện tượng người ta cứ hay nói đến gọi là bất ngờ vào tháng 10. Và riêng trong cái lĩnh vực đầu tư đó, người ta đã thấy rằng là trong quá khứ đã có những tháng 10 đó là cổ phiếu sụt giá mạnh, nhất là cái biến cố nó xảy ra vào năm 1987 đó chẳng hạn. Thế nhưng mà kỳ này đó, tôi xin nói thêm được một chút nữa về những cái gọi là cái yếu tố bất ngờ hay là cái yếu tố ngoại nhập. Nếu mà mình đi theo cái phương pháp gọi là căn bản để xem rằng là tình hình kinh tế nói chung ra làm sao, rồi kế tiếp đó là tình hình kinh tế của một cái khu vực sản xuất nào đó nó ra làm sao, nó lên hay nó xuống. Trong cái khu vực sản xuất đó thì những cái doanh nghiệp nào là những cái doanh nghiệp mà gọi là dẫn đầu và có cái triển vọng, nếu mà tình hình kinh tế nó khả quan thì các cái doanh nghiệp đó, trong cái khu vực nó cũng khả quan, và các loại doanh nghiệp nằm ở trong khu vực đó tình hình nó cũng khả quan hơn. Nếu mà nó khả quan hơn tức là cái mức lời nó có thể là nó lại còn cao hơn nữa, và vì vậy đó trị giá cổ phiếu của nó tăng. Thế thì bây giờ riêng trong cái tháng 10 này đó thì tôi thấy rằng nó còn thêm một yếu tố khác nữa. Tại vì năm nay là năm có bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và người ta nhận thấy rằng là truyền thông báo chí đa số đó là thuộc về cánh tả, là tìm cách gọi là đưa ra những cái thông tin bi quan để khiến cho thị trường cổ phiếu sụt giá. Và khi thị trường cổ phiếu sụt giá đó thì người ta quy ngay rằng là cái đó là lỗi tại ông Donald Trump hoặc là lỗi tại Đảng Cộng Hòa, vân vân. Thì cái yếu tố ngoại nhập về chính trị đó, nó có chi phối cái tình hình đó. Chưa kể thêm một trường hợp khác nữa cũng nên phải nói đến. Có một nhà đầu tư mà vào năm 1987, cách đây 30 năm rồi, tờ The Economist cho rằng là đấy là một nhà đầu tư đáng nghi ngờ nhất. Đó là ông George Soros. The Economist nhắc đến nhân vật này đó thì 5 năm sau đó, ông George Soros ông ngoánh một trận. Ông làm cho đồng bảng Anh bị sụt giá, văng ra khỏi cái gọi là cái con rắn tiền tệ. Và trong một cái giai đoạn ngắn có mấy ngày thì ông lời 2 tỷ đô la. Đó là vào năm 1992. Và 10 năm sau khi mà tờ Economist nhắc đến George Soros thì nó có cái vụ khủng hoảng tài chính ở tại Đông Á, đến nỗi mà nhiều chính quyền Đông Á, đặc biệt là chính quyền của Malaysia đó là quy tội cho chính là ông George Soros là nhà đầu tư đã kín đáo gọi là đánh vào cái nền kinh tế và cái đồng ringgit của Malaysia và đưa đến cái nạn khủng hoảng vụ đó. Và bây giờ lần này thì chúng ta cũng thấy rằng là trên cái chính trường của nước Mỹ, George Soros đó là một tỷ phú cực tả và đã tung rất nhiều tiền vào trong chính trường, đặng để cho là đưa Đảng Dân Chủ lên.
và tìm cách là đánh sập Đảng Cộng Hòa. Điều đó nó đã xảy ra trước đây dưới thời của ông Tổng thống Bush 43 và bây giờ nó lại còn gay go hơn nữa. Thì thí dụ như là trong nhiều người vẫn cứ nói rằng là bên Đảng Cộng Hòa đó là có cái sự ủng hộ của nhà giàu, Đảng Cộng Hòa là đảng của tỷ phú. Cái điều đó sai bét. Các tỷ phú có tiền nhiều nhất bây giờ là đều ở bên Đảng Dân Chủ ấy. Và một trong những người tỷ phú tích cực nhất đó là ông George Soros. Ông tung ra 56 tỷ đô la để ông đánh, không chỉ riêng tại nước Mỹ, với trường hợp của Donald Trump ngay ở tại Hung Gia Lợi, tức là cái quê hương gốc của ông đó. Ông là người gốc Do Thái nhưng mà đến từ xứ Hung Gia Lợi. Trong khi đó, đó là hai anh em ông Koch cũng nổi tiếng như là tỷ phú, đã yểm trợ cho bên phía Đảng Cộng Hòa chi ra có 2 tỷ đô la so với lại 56 tỷ của George Soros. Và cái yếu tố ngoại nhập đó khiến cho thị trường cổ phiếu sụt giá đó, có thể là có cả bàn tay của George Soros nữa. Tôi không tin vào những cái thuyết gọi là âm mưu, nhưng mà trong lĩnh vực đầu tư đó thì tôi nghĩ rằng là George Soros là có tung tiền vào, vận động, tác động đặng để cho làm cổ phiếu sụt giá. Đấy là cái điều mà chúng ta cũng nên theo dõi, là tại vì cái mà mình phải để ý trong cái chuyện nhân và duyên đó, để ý đến yếu tố chính trị, và cái yếu tố chính trị năm nay nó đặc biệt quan trọng, tại vì 4-5 ngày nữa thôi là dân Mỹ sẽ có cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để xem rằng là Đảng Dân Chủ đó là có chiếm lại được đa số tại Hạ viện hay không. Và có thể rằng là hy vọng, dù là mong manh đó, là có được đa số ở tại Thượng viện. Thì từ đó có thể rằng là mở ra một cái trận đánh liên tục cho đến cái cuộc bầu cử kỳ tới là năm 2020. Và nhắm vào ông Trump là một, Đảng Cộng Hòa là hai. Thì đấy là những cái mà nó có ảnh hưởng đến giới đầu tư. Và vì vậy đó là khi mà chúng ta bỏ tiền vào đầu tư đó, thì chúng ta cũng phải theo dõi cái sự thể đó cho nó rõ ràng một chút. Và mình đừng có để bị truyền thông báo chí có những cái dụng ý chính trị đó là tác động vào những cái quyết định của mình. Và nếu mà mình hốt hoảng, yếu tim đó là mình bị lỗ vốn, và mình bị lỗ oan, mất tiền oan. Đó là cái điều mà trong cái chương trình cách đây một ngày tôi có trình bày nói về cái đó. Và tôi cũng nói đến là nếu mà tình hình kinh tế nó khả quan thì chúng ta sẽ thấy rằng là tương đối nó khá. Và quả thật, ví dụ như là chúng ta đã thấy rằng là cái đà tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó đã tăng quá 3% một năm. Và lúc đó trước đây đã không ai tin rằng là điều đó nó xảy ra. Và cái điều đó nó có xảy ra một phần, không phải là tất cả. Một phần nó có thể rằng là do cái việc cải tổ thuế vụ của ông Trump đưa ra từ cuối năm ngoái. Một phần quan trọng nhất nó là tức là ông giải tỏa cái hệ thống kiểm soát quản lý mà Đảng Dân Chủ đã đề ra trong 8 năm của Barack Obama, và ông tạo ra một cái cơ hội để cho các cái tiểu doanh nghiệp đó có thể làm ăn buôn bán nó dễ dàng hơn. Đó, điều đó, đó nó cũng là một cái yếu tố tác động. Trong khi đó, ở đầu đằng kia đó là bên cánh tả thì nói rằng là có chừng nếu mà vì cái trận thương chiến với lại Trung Quốc thì có thể rằng là ông Trump đó là gây thiệt hại cho các cái doanh nghiệp của Mỹ. Cái điều đó nó có. Nhưng mà nếu mà nhìn đến cái thiệt hại của các cái doanh nghiệp của Trung Quốc và thiệt hại trong cái nền kinh tế và chính trị của Trung Quốc hay là Trung Cộng đó, thì chúng ta thấy rằng là Trung Cộng nó có cái sức chịu đựng ít hơn và đang bị gặp rất nhiều khó khăn và cái hoàn cảnh gọi là thê thảm. Nếu mà mình theo dõi những cái thống kê tin tức kinh tế và chính trị từ phía Trung Cộng, thành ra khi mà mình xem như vậy đó, thì mình thấy rằng là mình cũng phải cẩn thận một chút. Cái tình hình kinh tế bây giờ đó là trong 2 ngày vừa rồi đó, người ta thấy rằng là cái đà tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đó nó tăng, và cái lượng gọi là đơn đặt hàng đã giao dịch đó nó lên vùn vụt, nó lên liền trong 2 quý, tức là trong vòng 6 tháng liền. Và khi mà mình nói đến cái đơn đặt hàng trong tương lai, tức là điều đó có nghĩa rằng là các cái doanh nghiệp đó có tin tưởng vào tương lai thì mới có đi đặt hàng nó như vậy. Và cái điều đó nó cũng là một yếu tố mà chúng ta cũng nên theo dõi. Thành ra tình hình kinh tế đó nó đang khả quan.
Và trong cái hoàn cảnh khả quan như vậy đó, thì cũng đừng có nên hốt hoảng. Thì đấy là một cái mà chúng ta nên chú ý. Đó, vì vậy tôi mới gọi là bổ túc cho cái chương trình cách đây một ngày về cái chuyện thị trường gọi là điều chỉnh. Bây giờ kế tiếp thì chúng ta bước qua một cái lĩnh vực nó cũng chuyên môn không kém và nó cũng khó hiểu không kém. Đó là người ta nghĩ rằng là khi mà lãi suất tăng là tại vì ngân hàng trung ương đó đó nhìn thấy tình hình kinh tế khả quan, sợ rằng là có thể xảy ra nạn lạm phát, tìm cách tăng lãi suất. Thì tôi nghĩ rằng là trong nhiều lần trước tôi cũng có nói, và cái hôm kia tôi cũng có nhắc đến, tôi bảo rằng là đáng nhẽ ra, theo như tôi nghĩ, đáng nhẽ ra là lãi suất của Hoa Kỳ đó, tại vì nền kinh tế của Hoa Kỳ đã bắt đầu phục hồi rồi, và đáng nhẽ rằng là nên tăng lãi suất thay vì là cứ giữ ở cái số không quá lâu. Thì lúc đó là năm 2015, đáng nhẽ Hoa Kỳ đó là đã phải lần lượt đưa lãi suất lên chậm chậm mỗi lần đó, mỗi một cái kỳ họp 6 tuần một lần đó, đây có thể rằng đưa lên 25 điểm căn bản, tức là 0,25%, tức là 1/4 của 1% đó. Thì lúc đó bà Janet Yellen đó là đã do dự, thì tôi nói rằng là cái đó sai, là tại vì sợ gây ra khó khăn cho kinh tế của Trung Quốc hay là Trung Cộng, đây tôi nói cái đó là nó sai. Và bây giờ rồi đó, thì chính cách đây 2 ngày bà cũng nói là bây giờ cũng phải nên nâng lãi suất. Là dĩ nhiên là gây tranh luận với lại ông Trump, tại vì ông Trump cũng nói rằng là trong lúc hoàn cảnh kinh tế nó như thế này đó quý vị, mà nâng lãi suất đây là quý vị đánh sụt cái mức lời của các cái doanh nghiệp, hoặc là mình nâng lãi suất tức là nâng cao phí tổn kinh doanh, và cái đó nó ảnh hưởng bất lợi cho kinh tế. Thì cái cuộc tranh luận đó nó xảy ra và người ta tập trung và người ta đả kích ông Trump, mà người ta quên mất rằng là trước đây đó là chuyện nó đã xảy ra với các cái chính quyền trước, chứ không phải là riêng gì với ông Trump. Với tất cả luôn luôn đó là hành pháp, mà nhất là trong một cái năm tranh cử đó là không muốn ngân hàng trung ương nâng lãi suất, trong khi ngân hàng trung ương đó là không gọi là không để ý đến chính trị mà chỉ tạo ra cái sự ổn định tiền tệ, thành ra vì vậy đó vẫn phải nâng lãi suất. Dù sao nó nói văn tắt đó là vì cái nền kinh tế khả quan như vậy đó, thì lãi suất ngân hàng đó của Hoa Kỳ đó nó sẽ tăng, và đồng thời đó là cũng do cái tình hình kinh tế khả quan như vậy, phân lời của trái phiếu nó cũng tăng. Cách đây 1-2 tháng khi mà lần đầu tiên cái phân lời của trái phiếu có kỳ hạn 10 năm nó tăng quá 3%, đó là thiên hạ đã hốt hoảng, thị trường cổ phiếu đó sụt giảm. Và bây giờ đó thì mọi người đều chấp nhận, thấy rằng là cái phân lời trái phiếu nó đã lên 3%, bây giờ hiện tại nó 3,1% chẳng hạn, như cũng không có gây hốt hoảng nữa. Nhưng mà nó còn có một cái khác nữa, đó là giá vàng. Là tại vì khi mà lãi suất và phân lời tăng đó thì những cái người có tiền đầu tư phân lời thì tức là đầu tư vào thị trường trái phiếu. Thế hoặc là nếu mà các cái doanh nghiệp mà làm ăn khả quan hơn, doanh lợi của họ lên đó thì cổ phiếu lên và những cái người đầu tư đó là có lời. Tôi lại nhớ lại rằng là ngày hôm qua thì một cái ngân hàng lớn của Đức, Deutsche Bank có đưa ra một cái cảnh báo với thị trường của Hoa Kỳ, đừng có vì thấy mà doanh lợi của một số doanh nghiệp nó giảm mà hốt hoảng bán tháo. Cái đó là quý vị dạy, quý vị phải cẩn thận. Thì điều đó nó xác nhận trở lại cái chuyện mà chúng ta cũng đã nói, phải nhìn cái doanh lợi của các cái doanh nghiệp trong trường kỳ về dài. Bây giờ là chúng ta đi tìm thêm một cái loại khác nữa. Tức là nếu mà người ta có tiền, người ta cho ngân hàng vay và người ta được hưởng lãi suất, tức là người ta ký thác ngân hàng chẳng, hoặc là người ta cho người khác vay bằng cách gọi là qua cái khí cụ là trái phiếu đó, thì người ta có lời. Nó có một loại tài sản đầu tư đó, nó không có sinh lời như vậy, nó là vàng. Thành ra khi mà người ta thấy rằng là lãi suất mà tăng đó, thì người ta vội kết luận rằng là vàng thể nào cũng giảm giá. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điều sai. Tại vì nếu mà mình nhìn thấy về lâu về dài đó thì cái sự biến thiên của giá vàng với lại cái sự biến thiên của lãi suất đó nó không có đi theo một cái quy luật nhất định.
Người ta thường thường người ta có nói đến trong kinh tế để nói đến gọi là cái tương quan ngược. Một loại sản phẩm này lên giá thì cái loại sản phẩm khác nó xuống giá. Thí dụ trái phiếu với lại cổ phiếu, hai cái trường hợp nó khác nhau. Thế thì khi người ta thấy rằng là đầu tư vào trong cổ phiếu không có lời bằng đầu tư trong trái phiếu thì người ta bán cổ phiếu thì làm cho giá của cổ phiếu xuống. Và trong khi đó người ta dùng cái tiền đó người ta đầu tư vào bên trái phiếu. Nhưng mà đối với lại trường hợp của vàng đó thì không, tại vì vàng nó không có đem lại mức lời nào hết tất cả. Thế và lúc đó chúng ta mới phải nhìn về lâu về dài. Nếu mà mình nhìn về lâu về dài đó, cái đây cửa chừng khoảng chừng 1970, 1971, chúng ta nhớ người là giá vàng lúc đó, đó là cỡ chừng 50 đô la một troy ounce, tức là một cái đơn vị đo lường về giá vàng, trị giá vào khoảng chừng 31 gram, 31,1 gram. Tôi không có nói đến vàng ở tại Á Châu hay là giá vàng ở tại Việt Nam. Tôi đang nói đến tình hình ở tại thế giới ở bên ngoài. Thì khi đó, đó là từ 50 đô la đó, trong 10 năm sau nó lên đến 830 mấy đô la, gần như 840 đô la, tức là nó tăng 16 lần rồi đấy, trong vòng có 10 năm thôi. Trong lúc đó, đó thì cái phân lời trái phiếu lúc này là lãi suất đó là từ 1971 cho đến 1981 đó, nó đã tăng lên 16%, một đằng là tăng gấp 16 lần, một đằng là tăng chỉ có 16%. Thì như cái đó mình không thể nào mà mình nói rằng là nó có cái tương quan ngược, tức là không phải rằng là khi lãi suất lên là giá vàng xuống, giá vàng nó lên nhanh hơn và nó lên cả hai cái tài sản, loại tài sản đầu tư đó nó đều lên giá cả. Sau đó đó là chúng ta mới nhớ đến là cái thời mà qua đến thập niên 1980 đó, chúng ta cũng thấy có một cái trường hợp nó tương tự như vậy đó. Nó tương tự tức là nó không có biến thiên theo cùng hướng. Lãi suất từ 16% vào cái thời của Tổng thống Jimmy Carter, tức là trước khi ông Reagan lên lãnh đạo đó, đó thì lãi suất nó có 16%. Nhưng mà sau đó đó thì đến 10 năm sau đó, khoảng chừng 1987, 86 gì đó, chỉ còn có 7% thôi. Nó đang từ 16 xuống còn 7%, tức là nó chưa bằng một nửa nữa. Thế tức là trong khi đó đó thì vàng đó đó nó đang từ 835 đô la một troy ounce thì chỉ còn có 335 đô la một troy ounce vào một năm 1986. Thế tức là chúng ta nhìn thấy rằng là lãi suất với lại nó sụt, nhưng mà nó sụt lãi suất nó sụt mạnh hơn là cái giá vàng. Thế bây giờ đó là thành chúng ta mới phải kết luận rằng là lãi suất đó và giá vàng đó, đó là nó không có biến động theo cùng một chiều hướng hoặc là theo cái hướng tương phản, gần như là cái mối quan hệ giữa hai cái loại tài sản đó nó rắc rối hơn là người ta nghĩ. Sở dĩ phải nêu lên như vậy đó là tại vì với cái tình hình kinh tế khả quan này đó, ít ra ngay ở tại Hoa Kỳ đó thì lãi suất ở tại Mỹ đó nó càng ngày càng lên, nhưng mà điều ấy nó không có nghĩa rằng là giá vàng nó xuống, mà chúng ta phải nghĩ ngược lại, giá vàng nó sẽ còn lên. Có thể khi mà nó có những cái biến động kinh tế, chính trị và an ninh trên thế giới thì người ta nghĩ rằng là vàng đó là cái nơi mà đầu tư an toàn nhất. Nhưng mà trong cái hiện tại đó, đó thì tình hình chưa đến chỗ như vậy, và ngược lại đó, đó nó có yếu tố khác nó đang đẩy giá vàng nó lên. Và vì vậy đó, đó tôi mới nghĩ rằng là chúng ta nên theo dõi cái chuyện này. Và trước đây tôi có đưa ra những cái tiên đoán thì tôi nói rằng là nó giá vàng có thể nó sụt xuống đến cỡ chừng 1.000, khi nào nó sụt đến 1.000 thì có thể rằng là nó lên lại, nó lên đến cỡ chừng 1.300, sau đó là nó sẽ có điều chỉnh. Và bây giờ đó là thưa quý vị và các bạn, giá vàng nó đang lên, bây giờ đó là hiện tại hình như rằng là nó vào khoảng chừng 1.236, sắp sửa 1.240 đô la một troy ounce, và nó sẽ còn lên nữa. Những cái đó chúng ta cũng nên để ý một chút. Trong một cái chương trình nó khá chuyên môn nhưng mà nó đúng là dài ảo thời sự, tôi phải đưa ra hai cái yếu tố ở trong cái phần một ngày hôm nay đó. Cái thứ nhất đó là chính trị trước mùa bầu cử tại Mỹ nó có ảnh hưởng
đến thị trường cổ phiếu do tà ý hay gian ý của một số người. Và cái chuyện thứ nhì nữa đó, giá vàng với lại lãi suất đó, nó không có biến động trái ngược với nhau, biến động nó rắc rối hơn, và giá vàng đó là trong tương lai nó sẽ còn lên nữa. Đấy là cái mà tại vì theo dõi hàng ngày rồi phân tích ra thứ thì ít rằng tôi cũng có một số ý kiến đóng góp với lại quý vị và các bạn như vậy. Mong rằng là cái điều này nó cũng là một cái việc nó thiết thực. Sở dĩ phải nói cái đó, đó là ngày hôm qua khi mà tôi trình bày về nhân vật Kim Dung, tôi nói đến những cái giỏi của ông và tôi nói những cái thảm kịch của ông. Đó là gì, có một người nói rằng là xin nói những chuyện thiết thực, tại sao nói về chuyện đó, thì tôi xin mời cái người ấy đi chơi chỗ khác. Tại vì nói là tại sao không nói về cái chuyện cái đoàn lữ hành, không nói về cái chuyện tàu được các thứ, là cái đề tài về chương trình dạy ảo thời sự đã nói rồi. Nếu mà không theo dõi kỹ đó, đó thì đừng có nên bàn. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn.